Chiến thắng của Italia trong trận chung kết Euro 2021 không đến từ những ngôi sao trẻ mà mang đậm dấu ấn của bộ đôi trung vệ Chiellini và Bonucci. Hai chiến binh kỳ cựu nhất của Azzurri, bộ đôi trung vệ lão tướng của Italia là những người đã có màn trình diễn ấn tượng, đóng góp cho cả mặt trận tấn công và phòng ngự trong cả 120 phút thi đấu. Nhiệm vụ khóa chặt tiền đạo chủ lực Harry Kane đã được bộ đôi trung vệ Italia hoàn thành xuất sắc. Dù cho Harry Kane đã chơi tương đối tốt khi thi đấu lùi sau để phối hợp cùng các đồng đội, nhưng tiền đạo 27 tuổi đã không thể tìm được khoảng trống để xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Donnarumma trước sự kèm cặp của Chiellini cùng sự bốc lốt đến từ Bonucci. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Kỳ Euro 2020 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Với chất lượng chuyên môn cao, có rất nhiều pha bóng đỉnh cao hay bàn thắng được ghi từ các ngôi sao tới từ châu Âu. Thế nhưng thay vì nói về các siêu phẩm, hãy cùng chúng tôi đến với những pha phòng ngự xuất sắc xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa dạy bóng đá nhé. Bước đến kỳ Euro 2020 khi đã 36 tuổi, Giorgio Chiellini được ví như cây đại thụ tại đội tuyển Ý. Thế nhưng không chỉ mang tới cho đoàn quân Mancini kinh nghiệm, trung vệ của Juventus cũng chơi vô cùng xuất sắc và góp công lớn vào chức vô địch. Mặc dù không còn nhanh nhẹn như trước, Chiellini vẫn cực kỳ nhạy bén trong việc đọc tình huống. Cú ra chân rất chính xác của đội trưởng Azzurri đã phá bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo bên phía đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trước khi anh ta kịp dứt điểm. Không có sự phục vụ của Van Dijk vì chấn thương, hàng thủ của đội tuyển Hà Lan gần như trông cậy cả vào Matthijs de Ligt. Mặc dù đây mới chỉ là kỳ Euro đầu tiên của mình, Sao Mai sinh năm 1999 đã thể hiện được đẳng cấp của trung vệ hàng đầu thế giới. Đọc tình huống rất thông minh, De Ligt tăng tốc để ngăn cú sút đầu tiên của đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, cựu đội trưởng của Ajax còn tiếp tục đuổi theo và xoạc bóng chính xác ngay trong vòng cấm để giải nguy cho đội nhà. Trước khi Euro 2020 diễn ra, rất ít người chú ý tới cái tên Spinazzola. Thế nhưng qua từng trận đấu, hậu vệ trái của Italia đã chơi vô cùng xuất sắc và lọt vào đội hình tiêu biểu của cả giải đấu. Đường căng ngang của De Bruyne phải nói là rất chính xác để cho Lukaku có thể đệm bóng và lập công. Thế nhưng ngay khi tất cả đã nghĩ về bàn thắng cho đội tuyển Mỹ, thì Spinazzola đã xuất hiện vô cùng đúng lúc. Cái ngáng chân vô cùng kịp thời của số 4 Italia là vừa đủ để ngăn chặn được cú dứt điểm cận thành của Lukaku trong gang tấc. Cũng giống như Chiellini, đây là kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của Pepe khi anh đã 38 tuổi và ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thế nhưng sẽ không quá lời khi nói rằng Pepe còn chơi hay hơn cả người đá cặp trẻ tuổi và đang được đánh giá rất cao là Ruben Dias. Không còn chơi hổ báo như trước, trung vệ của Bồ Đào Nha theo kèm Benzema một cách rất khôn ngoan. Cựu ngôi sao Real sau đó chọn đúng thời điểm để tắt bóng, dù cho Benzema đã cố tình che người.
Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not. Trước khi bước vào trận bán kết, đội tuyển Anh đã không để lọt lưới bất kỳ một bàn thua nào. Đóng góp vào thành công đó của Tam Sư không thể kể đến vai trò lớn của John Stones. Quả thực, nếu như không có sự xuất sắc của ngôi sao Man City, Pickford chắc chắn đã phải vào lưới nhặt bóng trước cú dứt điểm rất căng của Tri Adam. John Stones đã che chắn kịp thời và dùng mắt cá chân để phá bóng rất đẳng cấp. Không thể góp mặt ở hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Thế nhưng kể từ khi trở lại sau chấn thương, Harry Maguire là cái tên không thể thay thế ở hàng phòng ngự tuyển Anh. Cú bấm bóng của Chiesa là cực kỳ vừa tầm và hướng tới tiền đạo phía bên trong vòng cấm. Thế nhưng ngay khi Brian Christen đã kịp đánh đầu, số 6 của Tam Sư có mặt đúng lúc và phá bóng giải nguy trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Italia. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Đã có nhiều chỉ trích hướng về phía Belotti khi tiền đạo người Ý tỏ ra khá vô duyên và bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Thế nhưng bỏ qua khâu ghi bàn, chân sút của Torino lại rất chịu khó lùi về để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Nhận thấy Alaba đang tăng tốc, Belotti ngay lập tức áp sát để ngăn cản. Không phải là một hậu vệ, thế nhưng cú xoạc bóng theo kiểu lưỡi liềm của số 9 bên phía Italia là vô cùng chính xác và đẹp mắt. Không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, Willy Orban được coi là niềm hy vọng số 1 của tuyển thủ Hungary. Và nếu như không có sự xuất sắc của trung vệ thuộc biên chế RB Leipzig, thủ môn Gulacsi có lẽ đã phải vào lưới nhặt bóng từ rất sớm. Đối mặt với Bernardo Silva, chỉ một pha xử lý sai lầm cũng khiến cho Orban phải trả giá. Thế nhưng lần này, người chiến thắng là trung vệ của tuyển Hungary khi anh đọc tình huống chính xác và kịp thời cản phá ngay trước mũi giày đối phương. Ngay trước vạch vôi này của Joe Morel xứng đáng là một trong những tình huống phòng ngự xuất sắc nhất ở kỳ Euro 2020. Cú treo bóng từ tình huống phạt góc là cực kỳ chính xác và tìm đến đúng vị trí của Khan Ayhan. Pha đánh đầu của trung vệ Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất hiểm hóc khi lái trái bóng vào đúng góc cột 2 của khung thành. Đáng tiếc Morel đã như đoán ra từ trước, chọn đúng vị trí và bay người đánh đầu cản phá. Mason Mount và Jorginho đều là những công thần ở hàng tiền vệ của Chelsea trong chiến tích vô địch Champions League mùa giải vừa qua. Và vì đã quá hiểu nhau, Jorginho đã dễ dàng bắt bài được pha đi bóng của người đồng đội.
vừa kịp đảo bóng sang trái, Mason Mount đã vấp phải cú xoạc bóng chính xác của tiền đạo bên phía Italia và bỏ lỡ cơ hội mở ra tình huống ngon ăn. Rõ ràng những pha phòng ngự xuất chúng vừa rồi đã khiến cho tất cả người xem phải ngã mũ thán phục và quan trọng chả kém gì bàn thắng. Nếu thấy video hay, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.